Nhật Bản từ chối bình luận về lời đe dọa xóa bỏ hiệp ước đình chiến của Bắc Hàn, tin từ Tokyo. Chính phủ Nhật Bản cho biết họ từ chối bình luận về lời đe dọa xóa bỏ hiệp ước đình chiến năm 1953 của Bắc Hàn. Hôm qua, đài truyền hình KRT của Bắc Hàn công bố một đoạn video cho thấy ông Kim Jong-chol, giám đốc cơ quan tình báo của Bắc Hàn, đọc tuyên bố đe dọa vô hiệu hóa hiệp ước ngừng chiến, chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953 nếu như Nam Hàn và Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện cuộc tập trận thường niên. Thứ trưởng Nội các Nhật Bản, ông Katsunobu Kato nói thêm rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục thận trọng trong việc bảo đảm hòa bình tại khu vực. Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận Đại Bàng Non vào hôm thứ Sáu vừa qua, bao gồm tập trận trên biển, trên không và trên bộ. Khoảng 200.000 binh sĩ Nam Hàn và 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ dự trù sẽ tham gia vào cuộc tập trận kéo dài 2 tháng. Cuộc tập trận mô phỏng trên máy điện toán mang tên Giải pháp Then Chốt sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 3. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết Bắc Hàn đã được thông báo rằng đây là một cuộc diễn tập phòng thủ. Bắc Hàn đưa ra lời đe dọa này trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có kế hoạch thảo luận về các biện pháp chế tài mới đối với vụ thử nguyên tử lần thứ 3 của Bắc Hàn.